Kỹ thuật từ tấn công thứ hai, trước chúng ta đã quay kỹ thuật một rồi, cái thứ hai, kỹ thuật thứ hai chúng ta thẳng bên này vào luôn. Đấy, bên này vào luôn. Một này, hai này, đó, ba này, bốn này, bốn đòi như vậy. Bốn đòi như thế. Đấy là chúng ta tập, chúng ta tự tập luôn. Chúng tôi một quay tập với nhau tự tập. Bắt đầu. Đấm mạnh lên Điệp ơi, lúc nãy đang tập ngon lành, bây giờ bấm máy quay vào lại tập đủ đủ rồi đấy. Đấm mạnh lên. Bắt đầu. Đấm mạnh lên, hét lên. Tập đi, tự tập đi, tự tập đi. Mỗi người làm khoảng 3 cái rồi đổi bên. Đúng rồi, nhanh lên. Bên kia ông nào không tránh được, ông ấy chết. Ông kia đứng để ngắm thôi, còn lo mà tránh thôi. Đổi bên đi, đổi bên đi. Mỗi người làm 3 cái thôi. Xong rồi đổi bên. Rồi. Mỗi người làm 3 lần. Xong đó đổi bên. Làm 3 lần thôi, xong đó đổi bên. Từ từ để thầy đi qua cái đã. Rồi. Đấm mạnh lên trọng ơi. Đấy, đấm nó phải như anh Điệp ấy, như anh Tường ấy. Tốt. Đấy. Rồi, giải lao. Đá bóng cầu mỗi bên 3 lần, chuẩn bị. Bắt đầu. Đã 5 lần. 5 lần đi. 5 lần đi. Rồi đổi bên 5 lần rồi, đổi bên đi thôi. 5 lần rồi đổi bên mà. Rồi, Mai Gây Ri, rồi nó đá thẳng. Năm lần đổi bên. Anh Trọng, anh đá mạnh lên, anh đá thế thì kiến nó không đau đâu. Rồi, đá Joko. Joko ghê đi. Đá ngang.
Chú cô phải thẳng cho nó đá chú chuối như thế. Chú cô dựng thẳng lên đúng rồi. Chú năm đòn là đổi bên. Xong rồi đúng không? Bây giờ đá Mai Gali, ba đòn đấm luôn. Mai Gali, ba đòn đấm. Đấm vào mặt, đấm vào mặt. Đấm vào mặt đó. Mai Gali tập trung. Đấm vào tầm. Đấm thẳng cái lưng lên, tiến sát vào. Đừng có đứng xa quá tường ơi, đứng đủ tầm á, đứng xa quá đá nó không được. Đúng rồi. Đủ chưa, thả lỏng. Sẽ ôn bài quyền hay ăn Soran nhẹ nhàng. Bi nó là cách khoảng 20 thôi, điệp hơi dơ này thôi. Tên bài
is heavy. Now, focus. Sau đây thầy Nguyễn Văn Hòa sẽ hướng dẫn bài He Ni Dan, mời quý vị và các bạn cùng xem nhé. Rồi. Đầu tiên là cái tay, cái chân và cái mặt của chúng ta sẽ đánh sang bên trái cùng một lúc như này. Lên ra lên, sau đó đấm cắt kéo, chúng ta gọi ra. Tiếp theo chúng ta xoay này cùng một lúc, đưa lên, đấm cắt kéo và gõ ra. À, bây giờ tôi sẽ làm lại cái phần này nhanh nhanh một tí. Xong chúng ta đưa chân lên đây, rút tay về. Chúng ta nhớ là chúng ta để tay như này đưa về luôn, chứ không phải là có người làm như này không phải. Mà cái tay chúng ta đưa về luôn như này, ta rút cái chân ở đây chúng ta đá vào sau, dùng cô ghê và ta đỡ. Tạo thứ nhất, em lùi lại quay đi. Rồi. Quay ra. Rồi. Giờ chúng ta tiến lên đòn thứ hai, đòn thứ ba. Tiếp theo chúng ta đè cái đòn của đối phương xuống. Chúng ta tiến lên, chúng ta xỉa như này. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bên này, chúng ta cố xuống chi, đỡ nang lên như này, thẳng thêm cái chỉ gạch này nhá. Tiếp 45 độ. Máy quay sang bên này đi. Rồi, bắt đầu. Bây giờ tiếp theo ta đỡ trong ra, ta đá mây đi, xong đấm, xong ta lùi cho trước một tí. Chúng ta đỡ trong ra, mây đi, đấm. Làm lại chỗ này nhá. Ra này, bắt đầu chưa? Rồi. Ra đỡ cái này. Đỡ tiếp lực nha. Đó, xong ta lê cái chân sau lên, đấm. Giờ cái xua chi chúng ta làm cái đau mai. Xong ta đỡ còn đau tay và nắm đấm nhìn nha, như này nè. Như này thế. Rồi xong ta quay cái mặt em ra nhìn. Rút tay về. Bị chân trái một nửa, chân phải một nửa. Đi chờ. Xong chúng ta ra đi, rút chân phải một nửa, chân trái một nửa. Rồi, đó rồi. Đi nhẹ nhàng. Tên bài. Làm lại đi. Đưa chân sau lên mà, có gì đâu, như này mà. Đưa chân sau lên, mình thu cái tay về đó. Làm như Hải làm. Tốt. Không phải, nó không đều, như Hải làm như này. Một. Đó, nó không đều mà cái tay chân nó cùng một lúc như này. Phúc phúc. Này, kỹ thuật cái tay phúc phúc, chứ không bao giờ có cái trước hay sau cả. Tốt. Tốt. Đúng rồi. Hai. Nhìn nó khác liền. Vâng. Ê, anh Điệp hai chân một đằng thẳng mà anh đi cái đòn gì vậy? Vâng. Xỉa. Âm. Xỉa. Sắp đè cái đòn của nó xuống xỉa. Thế này. Anh đấm vào đây, đấm vào đây. Đấm vào đây. Đè cái tay nó xỉa, cái tay nhìn lên, đè cái tay nó xuống, đè xong xỉa, làm lại. Anh Điệp sao như là vội vàng thế? Này nhìn này, có gì đâu vội vàng. Này nhìn này nha. Một, hai, có gì đâu. Sao làm theo nào, các thầy làm. Một, hai, có gì đâu.
hai lần nữa nào. 1 2 tiếp theo 1 cứ tập khô từ anh khô nhanh nhớ tập vội vàng 2 bên này cũng vậy 1 2 rồi bây giờ từ đây nhá cô có xua chị từ đây cô có xua chị thế này là bước thẳng như thế này đủ đỡ nhiên đỡ năm ra 1 đỡ năm ra đỡ nhiên ngay được bàn thế thay đổi là nó mới đẹp đỡ tay này đỡ tay này làm lại nào nhìn này cái tay này đang đỡ này nhá thì cái tay này luôn vào đây đỡ năm ra 1 rồi tiếp nhá đá mới đi vào vùng đó đúng rồi nhìn này lùi cái tay này một tí để lấy lực đỡ cái tay này ra 1 đá đấm rồi tiếp theo này đưa cái tay này đây đỡ tiếp lực thật nhanh không thật nhanh thật nhanh thật nhanh thế cứ xuôi chị rồi tiếp này tiếp nha tiếp chúng ta đưa cái tay này cái này gạt cái đám ra đây thật nhanh cứ xuôi chị 1 nhìn nhá, bây giờ lắc cái mặt ở đây 45 độ này, nhìn này, nhìn trong đây đỡ, suto, tê kem, các bạn đau tay và nằm đấm à, bắt đầu, 1 rồi, tiếp tục ghế ra đây đau tay, nằm đấm tập cuối cùng này là hết đây nhá rồi, bắt đầu rút về à, nghiêm trào thành gối, đúng không? Không có việc gì khó, chỉ sợ tập không nhiều. Tập nhiều thì gì cũng được. Bi nghiêm trào đi lại nhẹ nhàng. Tập đi coi. Tay theo được chân luôn mà nó đá tay theo chân tiếp một. Nhẹ nhàng trái chân một đường thẳng hai. Chưa cần mạnh đâu cần đúng cái đã ông hai. Naname kokutsu achi anh điệp sai hai. Từ tấn cô chuyển đột ngột sang tấn gen nó mới hấp dẫn. Bốn. Để ơi, anh gen. Chỉ cái đây. Đưa cái tay đây. Đúng không? Đá và đấm. Đá ngay đi. Đá. Bốn. Đấm. Rồi lùi chân phải một tí. Thụt chân trái một tí. Đỡ tay trái. Bốn. Chưa tường. Đỡ mà. Anh Hoàng đỡ sai. Sai cả. Anh Hoàng đỡ sai tay. Cái tay đang đấm ấy, đỡ luôn. Tấn gen có xua chị, gen. Gen anh Trọng. Tấn gen hết mà. Bốn. Hải phải nói Suto tê ken đau tay đấm đấm. Đưa chân trước ra sau mà điệp. Đây này anh Điệp nhớ cái này này, đó là cái chân này nhá, nhưng mà gạt chân này.
lúc mà tiến lên nóc này là cái mắt mình được nhìn vào đây này đó, chứ không phải là anh như kiểu tội phạm anh cứ cắm đầu lên như một thứ này, nó không phải là lúc đầu nó ở đây này, lúc sau nó ở góc này này, lên đây này, hiểu không? Nó 45 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.